sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt bộ cửa cổng xếp inox, inox 304. Với cái mẫu cổng xếp thông dụng là thường là cao là 1m6, inox 304 do công ty Thanh Phong Outdoor sản xuất. Bên mình là phân phối và giao hàng là toàn quốc. Các bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại của mình bên dưới. Hôm nay mình lắp bộ cổng xếp inox cho công trình là trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Địa chỉ là 81/7 đường Thì Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Thì đây là bộ cổng xếp của bên mình, inox 304. Giờ mình sẽ tiến hành mình lắp đặt. Ở đây từ cây cột ra tới đây là mình đo là 35 phân. Rồi mình giăng gọng dây thẳng. Đây giăng gọng dây qua đây cũng từ trong cây cột ra là 35 phân. Chỗ này mình đóng 5 cục 500, mình khoan để đóng 5 cục 500 để giới hạn hành trình lúc đóng. Khi cái cổng nó chạy tới đây nó sẽ gặp 5 cục 500 này. Thì nó sẽ chạy qua thêm khoảng tầm 10 phân nữa là cổng nó sẽ dừng lại. Thì ở đây là mình đóng 5 cái cục này á, thì cách cái cổng này á, cách cột này là khoảng tầm là khoảng cách này ha, từ đây tới đây là 10 phân. Thì cổng nó chạy qua ở đây 10 phân nó sẽ tự động dừng lại. Ở đây mình tiến hành mình giăng dây. Giăng dây để mình đóng cái hàng lỗ này nè. Đó. Đóng cho thẳng một hàng luôn thì cổng sau này nó chạy nó sẽ thẳng đường. Giăng dây rồi làm dấu. Khoảng cách các lỗ này á, thì 28 phân. Từ 25 cho tới 30 phân. Ở đây mình làm là 28 phân. Thì ở tới cái phần cuối cùng mà kết thúc á, thì mình cũng y chang vậy luôn. Đây là từ cái cạnh cột này ra tới đây là mình đo 10 phân. Đây. Là mình đóng 5 con cục 500. Mình đóng 5 cục 500. Để khi cánh cổng nó chạy qua khỏi 5 cục 500 này, lúc mà nó đóng á, nó chạy qua khỏi 5 cục 500 này thì nó sẽ tự động dừng lại. Đây phần đầu kéo nè, nó chạy qua khỏi cục 500 nó sẽ dừng lại. Đây chính là phụ kiện theo của nó. 500 bát bắt đuôi cổng, remote. Bộ remote để bàn không dây. Lưu ý lúc mà lắp cái cục 500 này á, thì các chiều từ nó phải quay cùng một chiều với nhau. Ví dụ như chiều từ nó quay cùng một chiều với nhau thì sẽ hít lại với nhau. Chỗ này mình sẽ để 5 cục. Còn những vị trí mình đã gạch dấu á, mình khoan á. Khoan xong thì mình sẽ đóng cục 500 này xuống rồi mình lấy xi măng mình chám lại. Đây mình sẽ khoan xong rồi mình sẽ đóng 500 xuống rồi lấy xi măng chám lại. Đây là động cơ, đây là động cơ đôi. Motor này chạy không cần đường ray, nó chạy bằng từ. Trên đây là bộ điều khiển.
Thì phần phía sau đuôi là dây điện, dây điện đã cố định sẵn trên đây rồi. Thì đây sau khi lắp xong mình đấu cái này vô trong dây điện nguồn rồi bấm là cửa chạy. Thì đây là cái cục từ để dẫn hướng cho cái motor cổng của mình. Thì đây lưu ý là các cục từ khi mình đóng xuống dưới đất thì mình quay cho đúng chiều với nhau. Mình quay cho đúng chiều với nhau cái đã, rồi mình để khỏi bị lộn. Khi thợ tiến hành đóng cục 500 thì mình cũng phải kiểm tra lại xem các cục 500 này nó đã quay đúng chiều hay chưa, bằng cách là dùng cái cục 500 này mình kiểm tra. Ở đây lúc mình cái cổng đang lóc lại, đang khóa lại thì mình sẽ lắc nó sẽ không đi. Ở đây mình có cái cây lục giác để mình sọt vô rồi mình xoay nó qua thì mình sẽ kéo cổng đi được. Thì cái cây lục giác này có tác dụng mở khi mà nó cúp điện, cúp điện thì mình sẽ sử dụng cái cây này để mình mở cổng. Rồi lúc mà có điện thì mình sẽ xoay ngược trở lại để cho motor nó chạy. Cố định cái cổng xếp. Thì để cố định cái cổng xếp thì ở đây là mình hồi nãy mới có đóng 5 cục từ thẳng một đường. Thì cục từ chính giữa chính là tim của cái cổng xếp. Thì tim cổng xếp đây mình có gạch cái dấu út mực đây, thì cái tim nó phải nằm ngay đây. Tim cổng xếp nó nằm ngay chỗ này. Mình canh cho cái đuôi nó thẳng một đường. Canh cho nó thẳng. Thì ở phần cái đầu cổng xếp này mình sẽ đẩy qua khỏi khoảng này là 10 phân. Đây. Qua khỏi cái cục từ mình là 10 phân.
10 phân, từ 10 phân cho tới khoảng 15 phân là được, để cho nó khi nó mở ra nó chạy qua khỏi cục từ này sẽ dừng lại. Rồi bây giờ mình sẽ cố định cái phần ở phía đuôi. Ở cái đuôi thì mình sẽ có hai cái bát nè để mình cố định cái đuôi lại. Ở đây khi kiểm tra cửa thì mình thấy là chế độ khi mình bấm nút mở này thì cổng lại đóng, mà khi bấm nút đóng này thì cổng lại mở. Thì ở trường hợp này thì mình chỉ việc đảo dây cho hai motor. Thì khi mình đảo dây mình sẽ đảo dây hai motor luôn, là motor này và motor này. Thì mình sẽ đảo dây đỏ với dây vàng. Ở trên đây là mình sẽ giữ lại cái dây chính giữa, mình không đảo nha. Hai dây hai bên này mình đảo dây. Và hai bên dây, hai dây motor bên đây mình cũng đảo dây hai bên này. Là mình bấm sẽ đúng chạy đúng vị trí. Thì ở đây mình mới vừa đảo dây rồi, giờ mình sẽ bấm mình kiểm tra. Thì motor chạy tới cái điểm 5 cục 500 thẳng hàng ấy, thì nó sẽ tự động dừng lại. Đây là cổng nó đang nằm ở vị trí méo đây, méo sẹo luôn. Thì mình kiểm tra coi là cái khi mà nó chạy nó có nhận lại cái hướng chạy của nó hay không. Giờ mình đã cố tình mình chỉnh cho nó xéo á để cho nó chạy lại. Đó, khi mà nó không nhận ra cái hướng chạy của nó sẽ ve tự động ve lui lại. Rồi xong mình bấm đóng lại. Nó đang tự động nó lấy lại cho thẳng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và để xem thêm những clip sau ha.